Hello, xin chào anh em. Vâng, đó, siêu phẩm, hàng hot, vừa về xong. Đây là những chiếc Realme GT Neo 2 Snapdragon 870. Đó, cái sản phẩm mà gần đây thì anh em đánh giá khá là nhiều ấy. Thì cái thành công của con GT Neo thì không biết ở Trung Quốc như thế nào, nhưng mà mình phải nói thật là hiện tại cửa hàng mình ở dưới Hải Phòng bán GT Neo vô cùng là nhiều luôn. Mình cũng không nhớ là mình bán được 3 cây nữa, mình phải xem sổ sách thì mình biết chính xác được. Nhưng mà mình nghĩ bụng nó không thể nào là chỉ đơn giản vài trăm cây đâu. Mình phải nói thật như vậy. Bởi vì mình cái số lượng mình bán online này, cái số lượng mình bán trực tiếp tại shop nó cứ về đâu là hết hàng đấy. Mà mình về rất là nhiều luôn, không biết là bao nhiêu thùng hàng luôn. Đó và hết. Thì thời gian gần đây thì GT Neo nó có lên giá một chút. Mình phải nói thật với lại các bạn là như vậy. Bởi vì nhân dân tệ nó có lên giá, GT Neo sẽ lên giá. Và có con mới ra là GT Neo Flash. Thì hiện tại bây giờ bên mình nhập GT Neo Flash thì chỉ ngang giá GT Neo thôi. Nhưng mỗi tội là nó phải hơn 7 triệu mới bán được. Chi tiết thì các bạn vào đường link như mô tả nhá. Đó, còn cái sản phẩm này ý, thì thấy bên Trung Quốc nó giới thiệu cái đây khoảng một tháng. Thì nó giới thiệu rất là nhiều, mình rất là thích cái màu xanh của nó mà mình đặt hàng. Thì lần này có vẻ màu xanh, không biết có phải thế không, thì mình sẽ bóc hộp nhá. Nhưng mà thấy anh em quan tâm cũng tương đối nhiều, đánh giá rất là tốt. Bởi vì nó sử dụng chip Snap, mà bây giờ chip Snap nó khá là khan hàng. Khá là khan hàng, do dịch bệnh là chip Snap nó khá là khan hàng. Nhưng mà vẫn có những chiếc Snap là gần 870 để có GT Neo thì rất là quý, thế nên là mình thấy nó khá là hot đấy và mình nhập về. Nhưng mà rất tiếc một điều là mình phải nói thật với anh em, nếu anh em là muốn trải nghiệm mà gọi là máu me thì anh chơi sản phẩm này. Bởi giá thời điểm hiện tại khá là cao. Cấu hình của chiếc máy này thì gần như là tương tự với cấu hình của chiếc Redmi K40 và Poco F3. Nhưng mà giá thời điểm hiện tại mình đang nhập về chiếc máy này mình phải bán là hơn 9 triệu. Cụ thể là 9 triệu rưỡi. Đó. Thì mình mới có lãi, trừ vận chuyển cả bảo hành nữa thì mình mới có lãi. Đó anh em nhé, anh em lưu ý như vậy. Và nếu anh em là thực sự yêu thích Realme thì mua thôi. Mình có 3 con này, mình chỉ nhập tạo thôi vì giá nó quá cao. Mà nếu anh em nào mà xem clip này sau thời điểm này nó đầu tháng 10 nhé. Mình cho là clip lên đầu tháng 10. Còn nếu anh em nào mà xem sau thì anh em cứ vào đường link mình để dưới mô tả để cập nhật. Còn nếu anh em nào thực sự máu chơi thì anh em mua. Ok nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sơ qua. Ngày hôm nay mình sẽ bóc hộp thử cái màu xanh và mình xem có tiếng Việt có Google không thì mình sẽ cài luôn cho anh em nào mà cũng không mua của mình hoặc mua nơi khác anh em biết được anh em cài. Đó là GT Neo 2. Ok thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cái hộp nhé. Thì chiếc hộp của GT Neo 2 nó cũng chả khác gì GT Neo là mấy và GT Neo Flash là mấy. Đó, nó đều là màu đen và rất là dài. Nhiều khách hàng bên mình đến nhìn cái hộp to quá, tưởng cái máy nó to, thực ra cái máy nó bé xíu à. Còn cái hộp nó to thôi. Đấy, thì ở trên này nó có một cái khác, ở những hộp khác là có chữ GT Neo và có số 2 bên cạnh thôi. GT Neo Flash và GT Neo thường thì nó không số 2, còn đây có số 2. Đó, bên cạnh này thì cũng có số 2. Đó, chỉ như vậy thôi. Còn đa phần là cũng không có công nghệ gì mới và nó cũng tương tự như nhau thôi. Ngoài cái biết chúng ta biết là chip Snap. Đó thì sản phẩm này là mình nhập vào mới hôm nay và sản xuất được rất là gần đây thôi, là 15 tháng 9 của năm 2021. Có nghĩa là nó mới sản xuất cái đây khoảng 15 ngày là bây giờ mình đã có hàng để có thể mở hộp cho anh em xem được rồi. Đúng không? Trên này thì nó ghi là Shadow Black thì mình có thật là mình lấy được hai màu. Mình không hiểu là màu xanh lá cây mà bên Trung Quốc nó nói mình có đúng hay không thì ở đây nó lại ghi là Black Mint. Đó, đây là Shadow Black, đây là Black Mint, đều có chữ Black đều là màu đen mà không biết có phải là màu xanh giống như trên mạng hay không. Nhưng mà bên Trung Quốc nó gửi cho mình theo là tên là màu xanh lá cây. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc màu xanh lá cây này xem có đúng như cái màu nó quảng cáo không nhá. Ok, thì đơn giản thôi, mình sẽ mở hộp trước này. Đó, mình rạch khéo khéo thôi để cho nó hộp nó còn đẹp. Ví dụ sau này mình bán lại cho anh em, mình bớt cho anh em một vài trăm, đúng không? Đó, anh em nào muốn mua chiếc máy bóc này thì anh em cứ liên hệ mình nhé. Cứ comment ở dưới video này. Đó, anh em có thể mua hàng online, mình bán online nhiều lắm. Hoặc là anh em có thể là đến trực tiếp shop, mình sẽ bớt một vài trăm cái chiếc máy mình đang bóc này ra. Đó. Đây, hộp thì đóng giống hệt thôi, không biết là củ sạc có giống hay không. Chứ GT Neo Flash thì nó gọi là nâng cấp sạc 65W thì mình cầm cái củ sạc nó chả giống khác gì củ sạc của GT Neo thường. Đó, chắc là công nghệ sạc nó hỗ trợ đến 65W thôi. Đó, mở hộp ra nha. Thì trong này hình như nó rất là mỏng, nó không có ốp lưng sao anh em. Đó, hình như nó rất là mỏng. Ok nhá, để nó bí mật một chút thì mình sẽ không nhấc cái máy màu vội và mình sẽ xem tiếp xuống bên trong. Cách đựng hộp thì khác rồi, nó có một cái ốp rất là xịn, nó không phải để trong cái này nữa rồi. Đó, nó một cái ốp cũng là dạng silicone nhưng mà nó lại màu đen. Đó, silicone nhưng nó lại màu đen nha, thì chính xác hơn là màu xám. Chính xác hơn nó là màu xám của chiếc Realme đây. Cái ốp này có vẻ sẽ bền hơn rất là nhiều so với cái ốp mà của những chiếc GT Neo và chiếc GT Flash. Bởi vì GT Neo và GT Flash nó là ốp silicone trong suốt, dùng sau này nó sẽ bị hơi ố đi, gọi là ốp đổi màu đúng không? Đấy, nhìn nó chán. Ốp đây có vẻ xịn hơn này. Ok, có một cái củ sạc. Củ sạc này thì mình thấy nó ghi ở đây là Superda mà không biết là cái dòng ra nó y cái sạc của cái GT Neo và GT Neo Flash thôi. Có nghĩa là ở đây nó ghi là 6.5A là max
và không biết là công suất là bao nhiêu. Thực sự là mình không am hiểu được nhiều về cái này, mình chỉ biết mình bán thôi. Nếu anh em nào biết thì comment bên dưới video nhé. Về cái củ sạc này là củ sạc bao nhiêu watt đó, ở trên này thì nó không ghi, nó chỉ ghi là max là 6.5A thôi đó, và có chắc chắn là có sạc nhanh rồi đúng không đó, y như cái sạc của JBL và JBL Flash thôi đó. Có một cái dây sạc này, một cái dây sạc dây sạc này cũng khá là xịn, dày dặn hơn, cũng giống thôi đó, đơn giản thôi đó. Ở trên này thì có một khe sim nữa, được làm một cái rất cẩn thận như này, tương tự những sản phẩm khác đó, đơn giản thế thôi nhá. Là chúng ta sẽ có một cái dây sạc và một cái củ sạc y như JBL và JBL Flash đó. Một cái ốp lưng thì hơi khác một chút rồi, ốp lưng có vẻ xịn hơn đó. Và trong này tất nhiên là sách rất là dụng, cũng như là giấy bảo hành của Realme ở đây. Có cái gì này, nó có một cái thẻ này, có một cái thẻ JBL 2 mà không biết đây là cái thẻ gì, mình không hiểu cái thẻ là thẻ gì đâu, của Trung Quốc đó. Có một cái thẻ này ở đây thì là thông tin bảo hành nhá, đây là thông tin bảo hành này đó, thông tin bảo hành, cái này chỉ là bảo hành Trung Quốc thôi. Bên mình có bảo hành, hỗ trợ bảo hành gửi hãng cho các bạn luôn, gửi sang Trung Quốc ấy, rất là nhanh thôi. Bây giờ gửi Trung Quốc còn nhanh hơn gửi Hà Nội, bởi vì Hà Nội hiện tại bây giờ đang không bảo hành được rồi. Đấy, Xiaomi hiện tại của Dijua mình không gửi bảo hành được. Đó, cái sản phẩm này thì ở trên này nó ghi rõ ở đây như là vân tay này. Đó, ở đây là NFC này. Ok, cái này chúng ta không quan tâm nữa. Bây giờ chúng ta thử xem cái máy mà ghi là màu xanh lá cây của Trung Quốc sẽ là như nào nhá. Mình thì mình nhìn sơ qua là viền là màu đen thôi. Nhìn ánh xanh rồi này. Đó, nhìn ánh xanh rồi nhá. Đó, đúng cái màu xanh ở trên mạng luôn. Đó, hay quá, tuyệt vời. Đúng cái màu xanh ở trên mạng luôn. Quá đẹp. Bóc khéo ra để cho nó đẹp. Nếu anh em nào có mua lại bớt 100 nó cũng, vài trăm nó cũng xứng đáng, đúng không? Đó, anh em nhìn nhá, màu xanh lá cây rất là đẹp luôn. Cái viền này nó sẽ là màu đen hơi tím than một chút, nhưng mà cái màu xanh lê ông của nó rất sáng, rất đẹp. Đây này, lúc mà mình nhắc lên thì mình có thấy ánh màu xanh của nó này. Đó, các bạn anh em nhìn thấy không? Đấy, rất đẹp nha. Đây, cụm camera thì gồm 3 cụm camera, gồm 3 camera. Có hai camera rất to ở đây, 64 megapixel, ma trận camera, và một camera ở góc này. Đó, hai đèn flash hay sao ấy, hai bên. Ok, mặt trước thì trông nó y xì JBL thôi. Mình thích cái màu đen của cái viền này rất là đẹp, đi với cái màu xanh. Ok, bây giờ mình mở nguồn đấy nhá. Những cái sản phẩm của Realme khi bán ra tại thị trường Trung Quốc thì nó đã có sẵn rất là nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt của chúng ta. Nó rất là may mà chúng ta không phải cài. Đó, cái lưng này đấy, cái lưng của sản phẩm Realme thì nó chỉ là bằng nhựa thôi anh em nhé, nó chỉ là bằng nhựa thôi. Cái này nó có dạng giống như một cái tem dán lên, nó ở hai lớp khác nhau, rất là đẹp. Đó, Realme, mình thích cái lưng này. Cái lưng của chiếc Realme JBL 1 và chiếc Realme JBL Flash ấy, thì cái dọc giải này này, nó là một cái giải bóng và cùng liền với lại cả cái lưng máy luôn, nhưng đây là hai cái khác nhau nhá, hai cái lớp khác nhau này. Đó, tương tự giống như cái sản phẩm K40 Gaming mà cái phiên bản Lý Tử Long ấy. Đó, thì nó sẽ là một cái giải dọc, nó sẽ là một giải nhựa khác, đây cũng vậy. Đó, mình thích cái này, màu rất đẹp. Đây, màu này trên mạng rất là nổi. Ok, thì mình đã về đúng màu. Ok nhá, đó các bạn nhìn thấy nhá. Ở trên này chúng ta đã có tiếng Việt hoàn toàn rồi này. Đó, khi các bạn nhận được máy thì các bạn cứ chọn tiếng Việt và các bạn kích hoạt thôi. Và mình hướng dẫn các bạn cài Google Play luôn cho chiếc máy này, mình sẽ cài luôn. Đấy, thế nên là kết nối Wi-Fi rồi nhá. 170 lấy chay. 170 lấy chay này. Đó. Đấy ạ. Cứ tiếp tục thôi, thấy cái gì thì cứ tiếp thôi. Chào mừng đến Realme UI. Đó. Bỏ qua đi cho nhanh. Sử dụng ngay. Ok. Giao diện của nó thì tương tự như giao diện của chiếc GT thường thôi, GT 1 thôi, đúng không? Đó, nó không có gì thay đổi nhiều đâu. Ok, khi nhận được máy thì các bạn có thể cài gỡ được những cái ứng dụng của Trung Quốc đi, bằng cách là các bạn gỡ thôi. Đây này. Đó, ấn vào đây, chạm hết cái này. Đấy, sau đó gỡ cái đặt này. Đó, là nó sẽ gỡ hết được. Đó, gỡ hết cái của Trung Quốc đi. Chúng ta rất là ghét những cái của Trung Quốc, bởi vì thứ nhất là cái ngôn ngữ không phải là ký tự Latin, nhìn rất là khó chịu. Đó, thứ hai là chúng ta không ưa Trung Quốc một chút nào. Mình cũng nói thật như vậy, nhưng mà thực ra không có Trung Quốc thì không có những cái máy ngon này để dùng đâu. Đúng không? Đó. Gỡ hết đi. Ok. Có những cái nào không gỡ được thì chúng ta sẽ không gỡ được nhá. Có những cái nào gỡ được thì chúng ta sẽ gỡ được. Những cái mà chúng ta không gỡ được thì trông nó ngứa mắt, chúng ta cho một thư mục riêng.
đó, và chúng ta sẽ không bao giờ rung động vào nữa đó. Khi nào chúng ta xóa hết được thì nó sẽ như này rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cài cái gì ạ? Cài cái Google Play đó, cài Google Play nhé. Thì bằng cách đơn giản thôi, wifi kết nối rồi, chúng ta vào luôn cái trình duyệt này, ấn vào đây đó, chúng ta ấn Google. Bàn phím nó sẽ như này nhé, thì ấn vào đây để chuyển sang bàn phím Alphabet này đó, google.com đó. Sau đó chúng ta cài là ghi là cửa hàng đây, chplay.apk, vào luôn cái trang apk pui ấy, rất là dễ thôi đó. Sau đó chúng ta ấn tải về đó. Cái này cài Google Play rất là dễ đó. Nhận được máy thì chúng ta có thể là cài thôi. Bạn nào mà đang ở chỗ không wifi thì chúng ta có thể là dùng sim 4G, hoặc là chúng ta dùng điện thoại khác, chúng ta phát wifi chiếc máy này là chúng ta có thể cài được đó. Đơn giản như vậy thôi, nó có 45MB thôi mà đào rất là nhanh thôi đó. Ok, cài đặt đó, bảo ứng dụng này đó, thế là xong Google Play. Đó, khi chúng ta đăng nhập Google Play xong, chúng ta có thể đào cái Lemon Key, hay là chúng ta có thể đào cái YouTube, chúng ta có đào cái Google Chrome để chúng ta không sử dụng cái trình duyệt của nó nữa. Đó, đơn giản như vậy thôi nhá. Thì cái clip này thì mình chỉ bóc hộp và giới thiệu sơ qua về, hướng dẫn anh em cái cài và giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm Zinio 2 mà bên mình đang phân phối. Thì hiện tại mình phải nói thật với anh em là bây giờ giá đang hơi cao. Nếu anh em là thực sự đam mê thì anh em có thể bắt. Vâng, giá của nó hiện tại bên mình đang bán là hơn 9 triệu một chút. Đó, chiếc máy này mình đã bóc rồi thì mình sẽ để lại cho anh em với mức giá là 9.050.000. 9.050.000 cho chiếc máy màu xanh này. Thế nên là anh em nào mà cần mua chiếc máy màu xanh này hoặc mua chiếc máy khác ấy, thì anh em có thể liên hệ cho mình vào bằng cách là comment bên dưới video này, hoặc là anh em có thể gọi điện cho bên mình theo cái số điện thoại 02 5652 6789, là gọi điện trực tiếp. Còn nếu không thì anh em có thể đặt hàng qua website bên mình là msn.vn, cái đường link mình để dưới mô tả đấy, hoặc là Facebook bên mình cũng là msn.vn, điện thoại siêu rẻ luôn, anh em có thể chat Facebook mình đặt và đặt hàng. Đó, thì bên mình hiện tại đang ship COD toàn quốc rất là nhiều luôn. Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại ship rồi, anh em thành phố Hồ Chí Minh mua cái con Mi Pad 5 bên mình rất là nhiều, hoặc là mua những sản phẩm khác, các bạn có thể là đặt hàng với mình, ship mà online, ship COD. Khi các bạn nhận hàng các bạn phải thanh toán, và bên mình sẽ bảo hành những sản phẩm này là 12 tháng, trong đó là ship COD sẽ bảo hành một trong vòng 1 tháng đầu. Nếu trong 1 tháng đầu anh em mà nhận hàng mà lỗi thì anh em có thể là gửi máy bên mình và bên mình chịu phí nhá, bên mình sẽ đổi cho máy mới luôn đó. Còn sau đó thì lỗi anh gửi đi hãng của hành anh em, cam đoan là gửi đi hãng rất là nhanh thôi, không chậm đâu. Đó, thì mình chỉ giới thiệu sơ qua vậy thôi nhá. Cảm ơn anh em xem clip, nếu hay thì nhớ là like và chia sẻ cho mọi người xem, nhớ subscribe kênh YouTube của mình để ủng hộ mình, và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn nhá.